Cậu giờ đi đâu? Đi chơi bạn trai. Một ngày vắng vợ sẽ ra sao khi ba Thanh Tuấn phải đối mặt với muốn kiểu nổi loạn của hai cậu con trai? Mẹ đi đâu mất tiêu rồi? Thất chiếu. Tự sao ba nó cũng bừa bộn vậy mà anh? Dạ. Rồi em nè. Những tình huống dở khóc dở cười. Và những bài học về hành trình cùng con khôn lớn. Vì chúng ta quan sát các con, nó chính là cái kênh rất là quan trọng để mình nắm được tâm tư, tình cảm và sở thích. Hãy đón xem Khi Vợ Vắng Nhà phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 3 trên HTV7.